À, dạ Phong 61 xin chào cô chú anh chị. Hiện giờ Phong 61 có mặt tại vườn hoa ở Hai Viên Bình Dương nha cô chú ha. Dạ. Thì mấy cô mấy chú hôm nay đến để mua hoa viếng mộ ha. À, mới đi thăm mộ nha bà con chú ha. Phong 61 thấy đông đông rồi ghi hình gửi lên chú. Cô chú anh chị em xem nha. Dạ. Cái vườn hoa này là của anh Thi. Dạ. 4 hoa, tất cả các loại hoa khá là đẹp nha bà con chú ha. Dạ. Hoa cúc này đang búm búm luôn nè bà con chú. Chưa có bung luôn hết nhưng mà mới có bung chứ chưa bung hết nha bà con chú ha. Cái này là chừng cơ. Nhỏ kia bao nhiêu một chậu anh? Dạ, chào chú mà. Dạ, chưa có bông ra. Có bông. Không, thầy bông ra coi thử, tại vì một lô mà. Đây là anh chủ nhưng mà cô chú. Anh có tính về hoa nữa không anh? Thấy bữa nay bắt nắp quá chị. Hả? Không có về hả? Cái này nè, cả bãi rồi người ta. Không có về hoa nữa rồi cô chú ha. Chứ anh thấy cái ở đây toàn bộ đây là chỉ có anh Thi mình làm án khá là mau nhất heo mà cô ha. Dạ. Hồi đó là đầy nhóc đi hết. Dạ. Đầy nhóc hết. Dạ. Khỏi mình bỏ xe luôn mà đâu có gì đâu. Cổng thành nào mở rồi. Bởi vì nhiều người đi du lịch về Sài Gòn nó để về cái chắc luôn à. Cái cây này nặng bằng cây mua nhỏ đến rồi đó. Mở ra chưa chồng rồi. Thì có nhân viên ha bà cô chú ha. Bây giờ mà mua ở đây thì chuyển di chuyển vô tới cái chỗ phòng ngủ cho mình nha bà cô chú ha. Dạ đây. Dạ. Bán đồ nè anh ơi. Thấy ơi. Anh Thi. Tại sao mà cái bên này á là chỉ có 300 ngàn một cây mà cái này tới 600 ngàn một cây ở bên này cái này 1.1 triệu cái này đi nhiều giá mà nhiều giá mà cười với cái này lại nó chạy để đâu có để cổng để cổng nè lấy cái này đi còn cái đó với cái này phải không. Bây ra thôi rồi cái đó cái tàn to cũng tàn đẹp à, có xe đưa vô tới chỗ mộ hay mà cô chú ha à, cô chú mình khỏi phải lo. Yeah. Rồi bây giờ đi theo chân phòng 61 và cô chú ha đi dài vô trong nữa nha mà cô chú ha à, đường đi vô Hoa Viên nha mà cô chú ha. Hai Viên Nghĩa Trang Bình Dương. À dạ. Khá là đẹp nha cô chú. Wow, trước mắt mình là một con rồng nha. Dạ. Đẹp không cô chú? Khá là đẹp ha. Đi tảo mộ, chồng coi đi viếng mộ nè, hôm nay là đi tảo mộ nha con chú ha. À, tảo tức là lao quét dọn dẹp á con chú ha. Và mộ là mộ. Đây kêu cái mã
mộ. À, dân địa phương ở đây kêu cái mã, gò mã, cái mã. Còn từ phổ thông gọi là mẫu. Quá trời cá đông nhiều cô chú ha. Thì hoa nãy bán á. À, thì sẽ đem hết vào trong đây nha cô chú ha. Nha, hết vào trong đây. Hoa diêm dương. Thì ngày nay những ngày này là rực rỡ hoa rồi cô ha. Cứ xa xa thì phòng trong một thầy có mấy chú mấy anh trật tự ha. Dạ đứng đi đường. Dạ. Đó là hoa diêm bố trí ha. À, mấy anh em giữ trật tự đây, khắp cấp nơi nơi chỗ nào cũng có. À, chỗ nào có người thì có mấy anh trật tự đứng đó ha. Dạ. Chỉ có đông là bữa nay với ngày mai thôi. Dạ. Nhất là ngày mai ha, phòng cầu chú ha. Còn bữa nay thì cũng không có đăng bằng ngày mai. Dạ, để phòng cầu mẫu chạy tận cùng làng ngõ hẹp ha. À, để ghi hình gửi lên cho bà con cô chú anh chị mình xem nha. Dạ. Wow, còn cái chỗ nào mà nghe nó không thuận tiện thì thôi. Dạ. Mình sẽ vô đây. Dạ. Rồi, đi viếng mộ, đi tảo mộ cho bà con chú ha. Wow. Đó đâu. Bây giờ phong sông mốt được biết là khu này là khá là rẻ tiền nha bà con chú ha. Dạ. Cái khu này là rẻ tùy theo khu hả bà con chú ha. Rẻ khu đó. Còn cái khu mà đắt nhất là khu mộ gia tộc nha bà con chú ha. Rồi bây giờ mình ghi hết cái này là mình vành lại cái khu mộ gia tộc gửi lên cho cô anh chị cô chú anh chị mình xem ha. Dạ. Rồi, rồi mới có bữa nay thôi mà về, nhưng mà con chú ngày mai nữa còn cỡ nào. Dạ, mới giờ này thôi cũng còn sáng sớm nha. Dạ trưa. À mọi mỗi cũng quen. À sáu là một buổi sáu chỗ này ha. Dạ. À, mấy chị mình không này quen phòng số một ha. Dạ. Quen không ạ. Phòng số 1 ở đây mà đây là khu Y2.7. Dạ, khu Y2.7. À, có cái mộ đá, cái mộ xe mô tô chỗ nào nó gần gần ở đây chứ. Đây phòng số 1 coi coi. Con này đúng không? Dạ, mấy cô mấy chú mình đi. Đó. Có cái mộ đá khối lòng xe mô tô, chiếc xe mô tô không biết chỗ nào nhưng mà con chú ha. Đây được rỉu kiếm coi. Một số máu rủi đây kiếm luôn mà còn không thấy. Em ơi, em ơi, cho anh hỏi cái mộ nào mà có cái xe mô tô á bằng đá không? Dạ, Y44 dưới đây nhưng mà con chú ha. Hỏi chưa chắc ăn chứ để đi hoài không biết. Vậy là hồi nãy phòng số 1 chạy tới dưới đây rồi mà phải quanh lên. Wow, cô có cái đầu tóc kìa, tuyệt đẹp không? Wow, hello, chào cô. Trời ơi, cô có cái búi tóc đẹp như vậy. Mẹ duy trì búi cho cô. Mẹ gì? Mẹ quả đi câu này. Quả đi câu hả? Với cho cô hết rồi, tuyệt vời. Ôi ơi, đẹp quá, ngồi quá, lần đầu tiên mới thấy. Coi như là ngủ một đêm tới sáng chỉ có 3 tiếng đồng hồ là mẹ búi lên. Dạ. Búi nay là được 4 năm rồi. 4 năm rồi hả? Đúng. Dạ, tuyệt vời quá ha. Mình rồi sao mình đâu có gọi gì hả? Mình để về luôn. Không, phải gọi chứ. Phải gọi hả? Mình gọi cái phần trăm. Dạ. Mình gọi toàn bộ hết chứ. Dạ. Phải gọi chứ, tại vì thật sự mình là còn một cái hữu hình. Là một người phàm. Dạ. Thì mình uống vô dạ. Thì mình phải tiết ra những cái mồ hôi. Dạ. Cho nên chính vì vậy mình nói cho có sự thật. Dạ. Cho nên mình phải gọi. Cũng như mình tắm rửa hàng ngày. Dạ. Mình không gọi, không tắm rửa hàng ngày. Dạ. Không có vệ sinh. Dạ, không có vệ sinh. Mà nó không vệ sinh thì nó sẽ không duy trì được cái sức khỏe. Nãy con nói là ai muốn mẹ gì? Mẹ đi cầu. Mẹ đi cầu ha. Mẹ dạ. Của trái đất này. Dạ. Nay 4 năm hả? Dạ. 4 năm rồi. Quá lạ. Cậu đủ cái nhân duyên. Dạ. Để nhìn thấy được cái diêu trì cung Phật mẫu, cái nơi kim điện Phật mẫu định thiên giác ngộ, thờ cha trời mẹ đất cùng các đấng thiên liêng.
một sự hoài nghi. Rồi chiều nay xuống liền. Nói vậy chứ không biết nhà này nó môi trường này bận lắm. Dạ hữu duyên đi. Dạ từ khi nào mà rảnh thì đến, tại vì ở Thượng An hay nãy nó Thượng An ở Thượng An ở Bình Chuẩn. Dạ Thượng An Bình Chuẩn. Dạ dạ công viên của mẹ được xây dựng hình thành bằng từ trong cái tâm yêu thương. Dạ cho nên không quyên góp, không kêu gọi bất cứ ai. Dạ cách nào. Dạ chỉ biết lấy cái tình thương để ban rải trải rộng trải dài. Dạ. Cho tất cả muôn loài. Dạ. À. Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ để hữu phước tương phùng. Ngọc Yên kính chúc cậu được nhiều sức khỏe. Thân tâm được an lạc. Sở nguyện sở cầu được đắc thành. Cầu gì đặng nấy. Cầu cho đến ngày tu trọn thành Phật đạo. Bất thối tâm. Quá hồi tuyệt vời. Tâm bất khó chuyển vô đề. Ngọc Liên, cô Ngọc Liên cũng chúc cho cậu được nhiều sức khỏe để hưởng một mùa xuân vui vẻ như ý nha. Dạ, trời. Chúc cho hết biết là phòng cho không biết chúc lại cô như thế nào. À dạ, wow, quá tuyệt vời ha. Dạ chào. Cung vi của mẹ hình thành giữa trời và đất. Giữa thanh thiên bạch nhật chỉ kết tinh và kết nối bằng hai chữ yêu thương. Dạ. Vì thật sự mạt pháp này chỉ có tình thương mới có thể làm chủ được cái vũ trụ. Bây giờ là lúc chuyển hóa thì tất cả muôn loài vạn vật đều có một cái sự tiến hóa để đồng hóa độ cho tất cả. Để ai cũng hiểu được mình, cũng tìm được về với chính mình. Hạnh phúc nào khi mình tìm được chính mình, để mình làm được những gì của chính mình, và cuối cùng mình được hưởng những gì là thành quả của chính mình. Tu tại tâm. Tu trong một tình thương. Tu trong một cái trí tuệ. Tu để kẻ thương người mến. Tu để kẻ kính người trọng. Tu để biết cha trời, để biết được mẹ đất. Cùng các đấng thiêng liêng, hàng vạn chư vị Phật thánh tiên đồng cận kề bên tất cả mọi người. Mình trở về với mình, tất nhiên mình trở về với Phật thánh tiên. Thôi hội ngộ gieo duyên vô đây. Hẹn gặp lại nha cậu. Dạ bye bye, xin chào. Dạ cho hỏi câu cuối là bao lâu mình mới gọi cái búi tóc mình một lần. Nói chung búi tóc này chỉ 3 ngày là Ngọc Liên gọi một lần. Tại vì mình phải giữ cái từ trường nó tinh khiết thì mình mới đón được tinh hoa của trời và đất. Như vậy mình mới thật sự hợp được lòng người thì mới hợp được ý trời. Cho nên cái gì cũng bằng cái thực tế để trở về với cái thực tiễn. Bằng chính cái thực tâm để mình thực hành những gì mình đang cần và sẽ làm. Dạ phòng 61 xin chúc cho cô là tâm bồ đề kiên cố ha. Dạ tự giác giác tha giác hạnh. Rồi, dạ hữu duyên thiên ý năng tiên ngộ hữu phước tương phùng hội ngộ ở nơi đây. Dạ bye bye cho cô ha. Cho toàn thể quý bà con cô bác có được tràn đầy sức khỏe để hưởng được mùa xuân như ý. Thập phần thành tựu viên mãn. Dạ rồi dạ chào cô ha. Dạ bây giờ cậu quan hỷ để cho cái số điện thoại khi nào hữu duyên thì đồng kết nối. Dạ dạ giờ phòng 61 chia tay cô hôm nay. Giờ phòng 61 sẽ sẽ đi kiếm cái mộ đá nha mà cô chú, cái mộ xe mô tô. Mộ xe mô tô thì 44 nha. Dạ thì trên đường đi kiếm thì phòng 61 gặp được cái cô đó ha. Dạ rồi rồi thì 44 làm chỗ nào. Chắc sắp tới ha. Nãy mình chạy quanh xuống đây mình chạy lên. Đây hình như cái vùng 4 lại vắng hơn mấy chỗ kia nha mọi người đó. Đó là kia kìa. Trời ơi. Đấy. Cuối cùng cũng đã đến. Cuối cùng cũng đã đến nha mọi người ha. Dạ. Phút tỷ tỷ dưới đây mà phao số 1 nghỉ ở trên kia. Dạ tương này. Đây. Ở trên dưới. Con cô chú mình ha, sẵn đi viên mộ mình. Vậy hồi cái mộ đây. Đó bằng đá nha cô chú ha. Dạ tuyệt vời nha cô chú ha. Dạ. Dạ hơn cô chú ha, đây thì cũng mấy cái hương linh thì cũng gần cũng ở như xã phường Chánh Phú Hòa luôn nha cô chú ha. Dạ đấy là đó phường Chánh Phú Hòa, kép Bình Dương. Dạ. Năm mươi con. Rồi dạ. Rồi xin phép đây, đến đây đi ha. Dạ. Vậy được hai bà cô chú ha. Dạ. Thấy rõ không con coi. Một tô rõ ràng luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi. Let's go lên đường ha. Dạ. Hoa
À, chưa có đầy luôn nha mọi người chú ha. Hoa phải đầy hết đây là mới xong ha. Từ nay cho tới 28/9 luôn. Dạ, thì đầy hết luôn tất cả cho mình. Dạ rồi, cái clip đến đây cũng khá là dài nha mọi người. Hôm sau mốt xin kết thúc clip này. À, quay thêm một cái clip khác nha mọi người chú ha. Chứ khá là dài nha. Dạ rồi. Bye bye, xin chào cô chú mình nha. Dạ, bye bye, xin chào.